Huy tí đầu to đó, một ghe năm thành viên, gọi là năm anh em trên một chiếc ghe chứ không phải là năm anh em trên một chiếc xe tăng nha. Rồi em mời tất cả các chú anh chị xem hết video của em để biết ngày hôm nay anh em lặn bội thu được bao nhiêu nha. Giờ ghe cũng đang tới điểm, anh Nhí đang chuẩn bị bỏ neo. Không đợi cho cô chú anh chị đợi lâu thì em mời tất cả cô chú anh chị theo em Linh cũng như anh em để tiếp tục lặn biển ngày mới. Hy vọng ngày hôm nay anh em sẽ may mắn bội thu. Nước ở đây thì cực kỳ là cạn nha cô chú anh chị. Nước 2 sải tay, 3 sải tay của em Linh thôi. Rồi em cũng mới lấy nước gương ra, bây giờ chạy đi bắt hải sản thôi. Mới nhảy xuống thì em chạy một chút thì gặp một con sò huyết long cồ luôn này. Wow, con này khá là to luôn. Đó, quá đã luôn nè cô chú anh chị. Rất là to luôn. Em Linh lại gặp một con sò léo khá to. Đây, con nữa, hai con luôn. Có một con nhỏ nữa nè. Thương lái ở đây thì họ mua không có phân biệt size lớn, size nhỏ. Nói chung là lớn, nhỏ thì cũng căng một giá thôi. Đây, em Linh lại gặp một con sò huyết long cồ. Rất là to nữa. Tiếp tục một con sò léo, còn gọi là sò dẻo. Em Linh mới bắt được con điệp xếp thì gặp một cái mánh của con sò ngao tròn này. Phía trước em Linh phát hiện có một cái giòi của con tu hài. Đây nè cô chú anh chị. Sò tu hài ở đây nằm rất là sâu và đất nó cứng nữa. Có những cái rễ cây nên em phải bắt bằng hai tay cho nhanh. Đây, cuối cùng cũng bắt được nó rồi. Phía bên đây em Linh lại bắt được một con sò ngao tròn. Đây, em Linh lại gặp một con sò huyết long nữa. Em Linh đang quẹt bắt một con sò tu hài. Đây rồi. Wow, quá hấp dẫn luôn. Có một con sò ngọt dân cư nữa nè. Đây đây em Linh phát hiện một cái giòi của con tu hài nữa. Để em quẹt lên bắt nó luôn. Hai con nằm sát bên nhau luôn. Đây giòi của chú anh chị. Em Linh lại gặp một con sò ngọt dân cư nữa nè. Đây em Linh gặp một cái giòi của con sò ngao bung này. Con ngao bung nó nằm, nó có hai cái giòi rất là to. Chắc con sò ngao bung này cũng khá to đó. Đây rồi, wow, quá hấp dẫn luôn. Hy vọng chạy tới đây thì sẽ gặp nhiều sò ngao bung cũng như là sò tu hài, những mặt hàng đắt giá. Giờ em tranh thủ quay cùng con sò ngao bung một chút. Sò ngao bung còn gọi là sò tô. Nhìn nó rất là cân luôn nè. Giá sò ngao bung hiện tại thì 70k một ký. Sò tô hài điểm này thì em thấy cũng khá là nhiều luôn cô chú anh chị.
Em mới bắt được một con mà chạy đi tới một đoạn thôi thì gặp một con sò tu hài đây nữa. Phía bên này em Linh lại gặp một con sò tu hài nữa. Hôm nay anh em gặp ổ sò tu hài rồi cô chú anh chị ạ. Hồi nãy giờ bắt cũng khá là nhiều luôn đó. Đây em quẹt một hồi thì cũng bắt được rồi. Con sò tu hài này nằm rất là khôn luôn. Nó nằm dưới cục giãn đây luôn nè. Đây đây cô chú anh chị nhìn thấy cái mánh của con sò ngao bung không này. Nó có hai cái lỗ rất là dễ thấy luôn. Đây rồi, wow quá hấp dẫn luôn. Con sò ngao bung này thì hơi nhỏ một chút hơn con hồi nãy em bắt. Nhưng nó cũng là một giá 70k một ký thôi. Không có phân biệt size lớn size nhỏ. Em Linh chạy tới đây bắt một chỗ đây có hai con ngao đá tròn này, một con sò mai đá cái với lại một con sò léo. Đó có một con sò ngọt giang cương nữa nè. Chạy một chập rất là lâu luôn, em gặp lại một cái mánh của con sò ngao bung nữa. Đây rồi, quá hấp dẫn luôn. Sò ngao bung thì cũng ít cô chú anh chị, lâu lâu một con thôi. Nhưng mà có nhiều thì anh em sẽ có nhiều bội thu cao hơn. Vì sò ngao bung thì rất là nặng ký. Em Linh lại bắt được ba con sò ngọt giăng cưa này. Sò ngọt giăng cưa ở đảo Phú Quốc còn gọi là sò cò. Em Linh lại phát hiện gặp một con sò huyết long này.
đó nó nằm hả cái biển ra luôn. Wow, con này cũng khá to nữa. Đây cô chú anh chị thấy con ghẹ so nó nằm không, đang nằm mánh đó. Đây em Linh cũng bắt được rồi, con này thì cũng có trứng này, thì những con có trứng thì em cũng thả luôn chứ không có bắt. Em nên chạy ra đây lại bắt được một con tu hài nữa này. Đây một con sò mai đá cái. Sò mai đá cái thì nằm rất là cứng luôn. Phía bên này em bắt được một con sò ngao bung nữa. Đó quá đã luôn này. Tiếp tục em Linh lại quạt bắt một con sò tu hài. Đó con này thì khá to nè. Quá đã luôn, quá hấp dẫn luôn. Để xem còn con hải sản nào nữa không. Đây một con nhum rất là to. Em không biết tên con nhum này gọi là tên con nhum gì luôn. Nếu anh chị nào mà biết cái tên của con nhum này thì nhớ để lại tên của con nhum này dưới phần bình luận cho em biết nha. Để lần sau em Linh lặng mà gặp thì em giới bình luận cái tên của nó cho cô chú anh chị đều biết luôn. Đây nhìn nó khá là to luôn, nhưng mà không biết ở phía trong thì nó có những cái gạch nhiều hay không nữa. Đây những cái tua của nó hít này, không khác gì những cái tua của con bạch tuộc luôn. Đó nó dính trong cái bao tay em luôn này. Em nên bắt được một con sò huyết long và hai con sò ngọt dân cư. Wow, ba con luôn. Đây đây em gặp một con hải sâm gai nè. Có một con hải sâm gì nữa. Con hải sâm đây thì em cũng chưa biết cái tên của nó luôn. Nếu anh chị nào mà ở đảo Phú Quốc biết con hải sâm này tên gì thì cũng nhớ để lại cái tên của con hải sâm này dưới phần bình luận cho cô chú anh chị đều biết luôn. Con hải sâm này đối với em Linh thì rất là lạ luôn. Còn con hải sâm này gọi là con hải sâm gai, em Linh đều biết nè. Nhưng mà thương lái ở đảo Phú Quốc thì họ không có mua. Chạy ra đây thì em nên bắt được một con sò ngao đá tròn nữa, mà có những con cá dẹp còn gọi là cá chàm này, nó đu theo để nó kiếm mồi ăn đó. Giờ em sẽ bắt một con sò chai còn gọi là sò chuối để đập ra cho những con cá này nó ăn. Đó trời, nó bu lại nó ăn à, rất là nhiều luôn. Những loại cá này rất là dạng luôn nha. Để em đập con thứ hai nè. Em cho cá ăn rồi em sẽ bắt bằng tay luôn. Đây một con này cô chú anh chị, cực kỳ là dễ bắt luôn. Đây một con nữa, rồi nó chạy rồi. Đây con thứ hai này. Đó rất là dễ bắt luôn. Còn những con cá mà lớn á, thì nó rất là khôn, nó không có chui vào ăn đâu, nên cũng khó bắt nó lắm. Phía bên này thì em cũng gặp một con tu hài, em cũng mới quạt lên rồi. Bây giờ em cho cá ăn tiếp nè. Đây nó bù lại, nó ăn rất là nhiều luôn. Tu hài thì nằm dưới đây, em đang bắt lên nè. Loại cá dẹp này thì cực kỳ là thân thiện, cho nó ăn thiết nó quen á cô chú anh chị, nó cứ theo em Linh hoài luôn. Phía dưới thì có những cái rễ cây này, nên lần mà
quạt bắt con tu hài rất là lâu, nên em quạt khi mà gần bắt con tu hài thì em mới quay lại cho chú chị xem. Wow, đây một con sò ngao hai còi nó nổi lên luôn này. Đây, wow, khá là to luôn. Đó, khủng luôn này cô chú anh chị. Loại này mà nướng mỡ hành mà đổ trứng vô thì y bài luôn. Tu hài điểm này khá là nhiều, em mới bắt một con thì gặp một con tiếp theo này. Đây em lên lại gặp một cái giòi của con sò ngao bung nữa. Wow, quá hấp dẫn luôn. Sò ngao bung còn gọi là sò tô nha cô chú anh chị. Phía bên đây em bắt một con tu hài khá to nữa này. Đó, con này màu đen cũng như trên quê hương của em Linh luôn. Em Linh lại gặp một con sò ngao đá tròn nữa. Em Linh đang bắt sò léo, còn gọi là sò dẻo, được hai con nữa này. Mà nghe tiếng máy ghe thì nhìn lên thấy cái bóng ghe luôn này. Thì lúc này trên ghe anh Nhí cũng giục cái sợi dây tim xuống để cho em tóm sò vào rồi mang lên. Hôm nay em Linh với anh em rất là may mắn luôn. Anh em lặn bắt hải sản rất là nhiều, nhưng mà trong lúc bắt hải sản nhiều thì em cũng tranh thủ để bắt, nên cũng ít có quay lại cho cô chú anh chị xem. Mong cô chú anh chị hiểu và thông cảm cho. Để em lên em quay lại thành quả bội thu cho cô chú anh chị xem sau nha. Đó,
Rồi, chuẩn bị chạy vào bờ đó cô chú anh chị ơi. Giờ này 4 giờ mấy rồi. Chứ giờ này lạnh quá. Đây nữa quay lại thành quả bội thu cho cô chú anh chị xem. Đây cô chú anh chị. Sau một ngày bội thu của bố anh em. Còn bên đây thì em Linh với lại cháu Thắng, hai đứa cháu lặn chung thì được một xô sò léo đây với lại một giọt đây. Còn xô ngao đá tròn thì được một can 20 lít đây. Phía bên này ngao khô, còn gọi là ngao bung, cũng được hai phần xô. Sò cò nè, sò cò được nhiêu đây. Với lại nữ xô đây nữa mà bỏ mai lên đó cô chú chị, tại không có đồ đựng á. Bên này thì tu hài của hai chú cháu. Có nghe nhàng đó nè. Đó, còn mai bên đây một xô nữa. Còn đây tí đầu to được một xô sò mai đây, với lại sò cò được xô đây. Gọi sò thạch cẩm đồ mất đồ đắt giá, ngao khô là sò lông, ngao đá đồ dùng chung luôn. Bên đây của anh Huy đó, anh Huy là như đây, là như đây tính ra một xô mấy. Còn sò cò của anh Huy được như đây à. Còn mai thì anh Huy cũng được hai phần xô đó. Còn sò liếu thì anh Huy cũng được khoảng hai mấy ký. Tiếng đầu to thì cũng được khoảng 20 ký. Bên đây thì sò của em Linh lợi cho cháu Thắng rồi. Nói chung hôm nay thì mấy anh em lặn cũng được khoảng nếu mà chia cho ghi vậy á thì anh em kiếm khoảng được người hơn 1 triệu. Bốn anh em thì bán khoảng tầm 10 mấy triệu. Đây bên đây tôi hài của tiếng đầu to luôn. Còn tôi hài của anh Huy để về sau. Thì khi đang trên đường chạy gần tới cảng Thạnh Thới rồi cô chú anh chị. Em Linh cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem hết video của em Linh. Nhớ cho em một like cũng như một đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh em Linh Tự Lặn nha. Giờ em cũng xin tạm ngưng video tại đây luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới nhất.